Con lông này thật là đẹp quá. Wow. Con móng đẹp quá. Hả? À, khủng long. Phải rồi, thích. Mày khủng long. Thử quá. Tại sao cho người biết? Không ăn con chó ăn thử coi. Hú ơi, ăn chôm chôm nè. Hả? Hình như bên kia có con khủng long kìa. Lại xem nữa coi. À, con khủng long này mắc kẹt trên đây. Mình phải giải cứu nó. Đây, một con khủng long xinh. Con khủng long khá đẹp đấy. À. Đưa khủng long cho tao. Ngươi là ai? Mắc gì tao phải đưa cho ngươi? Giờ ngươi đưa cho tao không? Không. Hả? Còn cái đuôi nữa? Đưa cái đuôi này cho ta. Không đưa đâu. Ê, Tú Trinh, chạy đâu vậy? À, chú Toàn. Đi đâu đây vậy? Chú Toàn giúp con với, con bị một con heo quái kia lấy khủng long của con rồi. Yêu quái nữa hả? Dạ. Để chú về tài lên xe đi. Chú chở đi lấy chiếc xe, cây súng của chú, thử nó luôn. Cây súng của ta. Wow. Ờ, tiếp đây nè, cái súng này tiếp đây. Dạ dạ. À, biết sao ta cắt trên tay không? Tại sao vậy chú Thọ? Cái súng này rất là lợi hại. Ta sợ mấy kẻ xấu nó lấy, nó sẽ đi làm chuyện ác. Chú Thọ ơi, có con sư tử chặn đường mình kìa. Yên tâm đi, con ngồi đây nha. Dạ. Dám chặn đường ta ha. Chú Toàn lợi hại quá. Liệt bốn móng đẹp quá. Ủa, rồi sao con ở đây, con không có đi tìm cái con khủng long của con hả? Con có nhiều bạn muốn chơi chung nè. À, đi tìm khủng long chứ đi, rồi lại đi chơi sáng. Đi lại. Đi lại. Con ở đây giữ xe đi nha. Để chú đi lấy con khủng long lại cho con. Dạ. Bây giờ có trả khủng long lại không? Không trả nữa rồi sao? Ăn đạn nè. Hả? À, khủng long. Phải rồi, thích. Mày khủng long. Người hãy đợi đấy. Hả? À, bự quá. Ôi trời. Ủa, cây gì gai không vậy? Cây này là cây mai dương. Gai không em. Mọi người ơi, đừng đập, đập cái này. Đừng có lại gần quá nha. Tú Trinh làm cái gì, anh làm gì vậy? Dạ con đang chế cây này nè chú Toàn. Cây này gai không rồi, nó đâm vô một cái độc lắm á. Bây giờ tao đánh không có lại con ma kia rồi. Giờ chú Toàn kiếm ai giúp đỡ đi. Tú Trinh siêu nhân đi nè. Dạ đúng rồi. Thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe. Ây ghét rồi. Vinh, bỏ hướng này nè. Chú Nhân đang đây nè. À, Chú Nhân kìa. Chú Nhân ơi. Hả? À, xin trợ giúp. Ở đâu? Hướng này nè Chú Nhân. Đi. Đi. Khủng long này thật là đẹp quá. À, cây này có gai nè. Ta sẽ cho mi thưởng thức cảm giác bị gai đâm. Ngươi là ai? Ngươi nhìn bộ đồ này không biết ta là ai sao? Tại sao ta phải biết ngươi? Vậy thì bây giờ ta sẽ cho ngươi biết. Đứng lại. Thả cái gì mà thả trả khủng long đây, nhanh lên. Lần này tôi tạm tha cho người lần sau. Là không còn cơ hội đâu nha. Đừng gặp lại là một lần nữa nha.
ta sẽ đem khủng long này về cho chú Trình. Hả? Con chó robot? Ở đây có một con chó robot. Sau này ta sẽ quay lại đây để thần chủng người. Quái vật, những con quái vật nhỏ bé đối với ta là không thành vấn đề. Ê. À, ủa siêu nhân cô tiên đẹp quá ha. Dạ này khủng long của con nè. Ủa khủng long của con nè. Còn cái đuôi, còn cái đuôi. À cái đuôi con còn giữ, tại lúc nãy con heo kia nó đòi lấy cái đuôi của con mà con không có cho. À ok thôi ta đi nha. Tạm biệt. Bây giờ cha chỉ còn cái đuôi khủng long, ta sẽ chôn nó, không cho con quỷ mặt heo kia lại đây. Nó gặp nó lấy, nó sẽ lấy. Ta sẽ chôn nó này đi. Đúng rồi. Và bây giờ ta sẽ đi. Chú Toàn ơi, chú Toàn không? Hả? Ơ chú Toàn. Sao? Siêu nhân đánh bại con heo rồi, lấy được khủng long rồi nè. Nhưng mà cái đuôi nó mất tiêu rồi. À, chú biết rồi, chú đã cắt nó, cắt kỹ rồi đây nè. Chú đã chôn nó trong đây nè. Ôi, chôn nó trong cái dấu chân bò mà quá trời dấu chân luôn, không biết dấu chân nào bây giờ. Chú Toàn ơi, đằng này hình như nó có cái lỗ chứ nè. À, đúng rồi, đúng rồi. Ờ, đây nè. À, đây nè. Đó, này gắn vô đi, đưa chú gắn cho. Chú Toàn gắn lộn. Rồi. Oh, yeah. Khủng long của mình đã được lại như từ đầu. Đi. À, chú Toàn ơi, ở đằng kia có hồ cao cổ kìa. Ờ. Ê, con hồ này hiện nha, con hồ này hiện nha. Có gì ăn không? Cho nó xuống cho nó ăn đây. Có một chùm chùm chơm nè. Xuống cho nó ăn đi. Đây, 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 cho chú con trái này, chú cho nó ăn với đây. Nè chú Toàn. Hưu này, con hưu nó còn nhỏ. Ăn hưu ơi. Không ăn, con chó nó ăn thử đây. Hưu ơi, ăn chôm chôm nè. Tính đánh tay không hả? Dạ, chứ con đâu có vũ khí đâu. Ô, nguyên một dàn cây luôn kìa, thấy không? Chú Toàn đi làm gì vậy? Thì chú lấy cây đó cho con đối phó với con bỏ cạp. Dạ. Con bỏ cạp này. Ê da. Mèo ơi, em đâu rồi? Em có sao không? Sao em trốn trong này rồi? Có bị sao không mèo? Con bỏ cạp hồi nãy nguy hiểm quá. Chú Toàn ơi, chú Toàn, con bỏ cạp mạnh quá, con đánh không lại. Con bỏ cạp đánh cũng không lại nữa hả? Dạ. Đi theo chú. Hả? Con mèo nó nằm ở đây rồi đấy hả? Hồi nãy con bò cạp nó ăn con bò rồi, con mèo này con cứu được đó hả? Dạ, con bò con cứu không có được. Bây giờ nè, con với con mèo này đi tìm chỗ trốn đi. Dạ. Con bò cạp đó để biết chú làm gì được nó không nữa. Đi, chú xử luôn cho. Trốn là nhớ là ở đây nha. Ở đây đừng đi đâu nha. Con gì vậy chú Vinh? Con cua chứ Toàn ơi. Ủa sao nó lại lên trên sa mạc này? Con cua nhìn nó đẹp quá nè. Ủa con này không phải con cua. Con này con cua mà làm gì hả? Con này biết con gì không? Dạ không. Con này là con còng. À con còng, con kẹp nó biết hả? Ủa con còng hay là con kẹp đau nó giống như con cua vậy đó. Con còng nó nhìn khác con cua thấy không? Dạ. Cái màu nó khác nè. Nó không dữ quá à. Nè coi nè, đụng nó nè. Ừ thấy không, búng búng. Tao không có đập mày đâu, mày đừng có kẹp tao như mày. Rồi thôi đi quên nhiệm vụ của chúng ta là bây giờ phải đi tìm siêu nhân. Để đối phó con ma heo kia. Dạ.